Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử giáo dục Việt Nam có những gia đình trở thành biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tài hoa và chuẩn mực. Gia đình giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân quê gốc ở tỉnh Hưng Yên chính là một trong những ví dụ điển hình. Đây là gia đình có nhiều thế hệ nổi danh nhất Việt Nam với gần 20 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Cố giáo sư Nguyễn Lân sinh ngày 14 tháng 6 năm 1906, mất ngày 7 tháng 8 năm 2003. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, hiếu học ở làng Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, nay là thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cố giáo sư Nguyễn Lân đã đóng góp cho đất nước, cho nhân dân Việt Nam với nhiều tư cách, một nhà hoạt động xã hội giàu tâm huyết trong việc đưa ánh sáng văn hóa đến cho nhân dân, trong việc chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc. Một nhà giáo đã có công đào tạo cho đất nước nhiều nhân tài, nhiều cán bộ ưu tú, không ít nhà cách mạng, tướng lĩnh cao cấp, nhà văn hóa, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, giáo sư, nhà khoa học có tên tuổi của nước ta ở nửa sau thế kỷ thứ 20, sống trong nước và cả nước ngoài, từng là học sinh của giáo sư. Không chỉ thế, ông còn là người đặt nền móng đầu tiên cho nền khoa học giáo dục Việt Nam chính thức ra đời năm 1954 với các công trình Lịch sử giáo dục học thế giới, Nhà xuất bản giáo dục 1958, Giáo trình giáo dục học, Nhà xuất bản giáo dục 1961, viết chung, giảng dạy trên lớp, Nhà xuất bản giáo dục 1961, công tác chủ nhiệm lớp, Nhà xuất bản giáo dục 1962. Nhà giáo dục học Nguyễn Lân đã làm khoa học giáo dục dựa trên sự thấm nhuần sâu sắc truyền thống giáo dục của dân tộc, của phương Đông. Cống hiến trọn đời cho nền giáo dục Việt Nam, giáo sư Nguyễn Lân được xem là người có công lớn trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lý học, giáo dục học của hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Ông không chỉ là một nhà giáo tài năng mà còn là một người cha mẫu mực, luôn quan tâm động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các con. Chính ông là người đã gieo vào lòng các con tình yêu với tri thức và khát vọng vươn lên. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, con trai thứ ba của giáo sư Nguyễn Lân chia sẻ, tôi vẫn nhớ như in lời ba tôi dạy rằng mình là gia đình cán bộ, không có tiền nên các con cố mà học, ba mẹ chỉ cho các con kiến thức, các con cố học mà thành tài. Giáo sư Nguyễn Lân và vợ là bà Nguyễn Thị Tề sinh được 8 người con thì cả 8 người đều là những nhà khoa học xuất sắc nổi tiếng của đất nước. Trong đó con trai cả là giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhạc sĩ Nguyễn Lân Tuất, người Việt Nam đầu tiên được Tổng thống Nga Vladimir Putin phong tặng danh hiệu nghệ sĩ công huân Liên bang Nga năm 2001. Con thứ hai của giáo sư Lân là tiến sĩ Nguyễn Tề Chỉnh đã qua đời, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng, người con thứ ba, là một trong những nhà khoa học đầu ngành vi sinh vật học, chuyên gia cao cấp Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12. Người con thứ tư của giáo sư Nguyễn Lân là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường. Ông là nhà cổ nhân học số 1 của Việt Nam và hiện là Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cổ sinh Địa tầng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu. Ông còn là một nhạc sĩ và giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội, chỉ huy dàn hợp xướng Hà Nội Harmony. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, người con thứ năm của giáo sư Nguyễn Lân, là Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Tráng là người con thứ sáu, là giảng viên bộ môn hệ thống điện trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Việt, người con thứ bảy của giáo sư Nguyễn Lân, hiện là viện trưởng Viện Tim mạch, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Trung, nguyên hiệu phó Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Gia đình cố giáo sư Nguyễn Lân không chỉ có 8 người con tài giỏi xuất chúng, mà con dâu và các cháu của giáo sư Lân cũng là những người có trí thức tài năng. Các con dâu của giáo sư Nguyễn Lân phần lớn là giáo viên, bác sĩ. Truyền thống hiếu học của gia đình còn lan tỏa sang thế hệ thứ ba. Tính đến ba đời, con trai, con gái, dâu rể, các cháu, gia đình, giáo sư Nguyễn Lân, có gần 20 giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ.